Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp. Nhưng mà chương trình này hôm nay rất đặc biệt. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn một cái phóng sự về không khí của các cầu thủ viên Nam Định trong trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng. Họ đã chuẩn bị như nào trước trận đấu, trong trận đấu và sau trận đấu như thế nào. Hôm nay thì Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn cái phóng sự này. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi cuối cùng trong chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp của tuần này. Còn bây giờ thì Minh Hải xin được mời các bạn đến với những hình ảnh rất đặc sắc, đến những câu chuyện cực kỳ cảm động với những nhân vật mà mình tin rằng ở Việt Nam này hiếm có thể kiếm được ở bất cứ một nơi nào khác. Bây giờ thì mời các bạn đến với sân vận động Lạch Tray để chứng kiến các cổ động viên của đội bóng Nam Định, một trong những ứng cử viên đăng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Cụ thấy lớp trẻ họ cũng hăng say lắm, nên là cụ thấy còn đủ sức khỏe mà còn đi được thì cụ nên tham gia cho cụ đi. Tỷ số lúc này đang là Nam Định dẫn trước 1-0 và Henrio 2-0 cho Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Lạch Tray, thánh địa của câu lạc bộ Hải Phòng. Một trận đấu cực kỳ tuyệt vời của Henrio và các đồng đội mặc áo xanh, và chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh rất tuyệt vời, một hình ảnh thực sự khiến cho người hâm mộ bóng đá Nam Định cảm thấy rất vui. Rất nhiều cổ động viên Nam Định nói rằng Lạch Tray hôm nay trở thành thiên trường. Và thực sự một sự gắn bó giữa Henrio và Rafael Sơn không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả, cho người hâm mộ, cho người yêu đội bóng Thành Nam, mà còn mang lại rất nhiều hy vọng cho cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cho dù các cổ động viên lớn tuổi hay là cổ động viên nhỏ tuổi, cho dù là nam hay là nữ, thì họ cũng hừng hực chung một cái khí thế của bóng đá Thành Nam. Họ cùng hướng về đội bóng Thành Nam với tất cả niềm tin yêu. Sau rất nhiều năm nằm trong nhóm luôn luôn có nguy cơ bị xuống hạng, thì mùa giải năm nay Nam Định thực sự trỗi dậy và trở thành điểm sáng của bóng đá Việt Nam. Ở trên sân thì các cổ động viên của Nam Định đang tỏa sáng, và ở dưới sân thì các cầu thủ cũng đang rất hay. 22 xe đã được các cổ động viên Nam Định chuẩn bị để đưa hơn 800 cổ động viên của Nam Định đi từ Nam Định sang Lạch Tray để cổ vũ cho đội nhà. Đây có lẽ là số lượng xe đông nhất kể từ trước đến nay, và đây cũng là lực lượng các cổ động viên đi rất đông. 800 người đi cùng, và họ đã thịt hai con trâu, và họ đã đặt ở một cái quán ăn mà tiền đặt cọc cũng đã phải là 80 triệu. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy những cầu thủ của Nam Định, nếu họ nhìn thấy những hình ảnh như này, họ sẽ cảm nhận ra sao? Từ người già, người trẻ, từ phụ nữ cho đến đàn ông, tất cả đều hướng về sân Lạch Tray với một niềm tin màu vàng, một niềm tin dành cho các cầu thủ, các chiến binh áo xanh, một người mang trong mình bản sắc màu vàng. Và thực sự, hai từ Hải Phòng và Nam Định luôn luôn khăng khít bên nhau. Họ chính là hai hội cổ động viên đã có sự kết nghĩa với nhau. Các bạn nhìn thấy người Nam Định cầm băng rôn của Hải Phòng, người Hải Phòng đang chăng cờ bên cạnh là một cờ Nam Định. Thực sự như hình ảnh rất đẹp. Bóng đá là như thế, chúng ta đam mê, chúng ta yêu đội nhà, nhưng mà chúng ta cũng cổ vũ một cách rất văn minh. Và trên tất cả, bóng đá luôn là một cái phương tiện để giúp cho con người giải phóng được tất cả những cái nỗi buồn trong cuộc sống, và họ khiến cho những cổ động viên đến gần nhau hơn. Cổ động viên Nam Định xứng đáng được nhận những lời khen ngợi. Và thực sự năm nay phải nói rằng Nam Định mạnh ở trên sân và đầy bản sắc ở trên khán đài. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tâm sự, với những tiếng lòng của các cổ động viên Nam Định sau khi họ đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân vận động Lạch Tray của Hải Phòng, nơi mà cũng đã đánh bại rất nhiều những đội bóng nhà giàu ở Việt Nam. Với con người Nam Định thì luôn luôn yêu đội bóng, và cái kế hoạch mà tổ chức 20 con xe 45 chỗ ra Lạch Tray trải hội ngày đầu xuân năm mới thì đã được ban điều hành cổ động viên xây dựng kế hoạch từ cách đây khoảng 30 ngày để có được cái hành trình ngày hôm nay. Trước tiên là phải cảm ơn nhà tài trợ
và cảm ơn tất cả các chủ tịch, các FC, ban điều hành đã tổ chức một chặng đường di chuyển từ Nam Định ra thành phố Lạch Tray. Mặc dù là vẫn còn những ngày Tết, công việc cũng rất là bận rộn, nhưng với cái tình yêu bóng đá của người Nam Định thì ngày hôm nay sẽ gác lại tất cả mọi việc để tiến về Tray cùng tiếp sức cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Hy vọng rằng ngày hôm nay với sự cổ vũ nhiệt tình, không quản ngại đường xa xa xôi, mong rằng đội bóng có một cái quà gì đó đặc biệt để ngày khai xuân để tặng cho những cổ động viên nhiệt huyết ngày hôm nay. Hôm nay có những người con vừa bay vào thành phố Hồ Chí Minh đã lại bay ra Hải Phòng để cùng nhau đồng tâm hiệp lực để cổ vũ cho đội bóng. Tôi Lâm Quang Đại, người con của Nam Định, hiện nay đang sinh sống ở Sài Gòn, sinh sống là mấy chục năm rồi, về quê tỉnh nhà ăn Tết, nhân dịp gặp Nam Định đá bóng với Hải Phòng, thế là phải đi cổ vũ thôi. Ông bá kỷ niệm với lại bóng đá Nam Định thì rất nhiều, nhiều lắm. Nói chung là Nam Định vào trong Sài Gòn đá là cũng hay đi xem. Ừ, cái kỷ niệm thì nhiều. Mùa giải năm nay là đá hay, nhất là mấy Hồng Duy này, rồi là Văn Toàn này, nói chung là tương đối đồng đều. Nói chung là tương đối đồng đều đấy. Cụ thấy lớp trẻ họ cũng hăng say lắm, nên là cụ thấy còn đủ sức khỏe mà còn đi được, cụ nên tham gia cho cụ đi. Cảm xúc của cụ nên là rất vui và rất sướng. Hai đội Hải Phòng và Nam Định giao lưu với nhau nè, dứt khoát phải có đội thắng đội thua chứ không thể hòa được. Vậy thì cuộc ý của cụ là Nam Định là thế nào cũng Hải Phòng sẽ nhường cho Nam Định được không? Cái đấy vậy với hay chứ mà thua được thì không ai nhường. Thank you.
Team Vlog Minh Hải đã có được một cái hình ảnh rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy chữ thép xanh Nam Định 3-0 Hải Phòng. Các bạn nhìn thấy là bây giờ họ thậm chí còn mang cả cái màn hình LED đi cơ. Một cái hình ảnh rất là đẹp. Và đây là một minh chứng hùng hồn. Những hình ảnh thuyết phục nhất để miêu tả về tình yêu mà các cổ động viên dành cho Nam Định. Sau rất nhiều những vấp váp, sau rất nhiều những sự hiểu lầm, sau rất nhiều những cái sự giận hờn với nhau, bây giờ chúng ta đã thấy các cổ động viên Nam Định và đội bóng đang gắn kết làm một. Ở dưới sân các cầu thủ có thể đeo màu áo xanh, nhưng ở trên khán đài sắc màu vẫn là màu vàng. Và họ vẫn tấu lên bản nhạc lời quê hương cực kỳ bản sắc. Phải nói là Nam Định đang sống trong những ngày tuyệt vời nhất. Và chắc chắn là những người tạo ra sự tuyệt vời đó chính là người dân, đó là những cổ động viên rất chân thành. Và mình tin rằng những cổ động viên trẻ tuổi ngày hôm nay trên khán đài, họ sẽ chính là nòng cốt của hội cổ động viên Nam Định trong tương lai, để bóng đá luôn luôn là một dòng chảy bất tận, để cho bóng đá luôn luôn có sự kết nối. Cho dù là Nam Định có thua một bàn đi chăng nữa, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải khẳng định là Nam Định đang có được một cái vị thế của một đội bóng có thể sẽ đăng quang chức vô địch. Và Minh Hải có thể dự đoán là họ sẽ đăng quang vô địch trước khoảng 2 vòng đấu. Thật sự mà nói thì còn rất nhiều điều mình muốn chia sẻ, nhưng hãy để những người trong cuộc họ nói về giấc mơ vô địch của họ, để những người trong cuộc nói về cái sự tuyệt vời của các cổ động viên Nam Định. Em tên là Xuân Trung, năm nay em 15 tuổi anh ạ. Không ai dạy em cả anh ạ, vì em đi xem bóng đá nhiều thì em tự học hỏi và em tự đánh theo các chú ạ. Cảm xúc của em trong trận đấu này thì rất là vui mừng, vì mình đã bỏ công cổ vũ, bỏ công tiếp lửa từ xa rất nhiều, và đội bóng đã giành được chiến thắng thì em rất vui vì điều đó. Đối với cổ động viên Nam Định thì không những sân nhà hay sân khách, cổ động viên Nam Định rất là tuyệt vời. Họ luôn cổ vũ hết mình cho các cầu thủ. Đây cũng là một cái vũ khí lợi hại của Nam Định khi mà được rất nhiều cổ động viên ủng hộ, theo dõi và cổ vũ. Thật sự là rất là cảm ơn, tôi thay mặt cho toàn đội cảm ơn tất cả các cổ động viên Nam Định đã đến sân cổ vũ ngày hôm nay. Hy vọng rằng cuối mùa Nam Định sẽ vô địch. Năm đầu tiên em theo dõi câu lạc bộ thì câu lạc bộ phải đua trụ hạng thì em rất là lo lắng. Như có bác Hồ đi. Nhưng rất vui mừng vì đội bóng đã trụ được hạng. Như năm nay đội bóng đang có cơ hội vô địch rất lớn, thì em cũng mong rằng là đội bóng sẽ vô địch để đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Mong mỏi của mọi người cũng như của cụ là muốn Nam Định mình là cũng được xếp hạng, nhưng mà phải có nhiều năm vô địch chứ không phải một năm vô địch. Hãy cố gắng giữ phong độ, thẳng tiến vô địch. Các bạn thấy thế nào về phóng sự vừa rồi? Cá nhân Minh Hải thì cứ mỗi một lần nghe cái lời bài hát lời quê hương là cảm giác nó lại rộn ràng. Và có lẽ là năm nay chúng ta thấy đội bóng Thành Nam cực kỳ mạnh trên sân cỏ và cũng rất là sôi động trên các khán đài. Họ đã tạo ra một gam màu thực sự rất tích cực cho V-League năm nay. Và cũng hy vọng rằng như lời của các cổ động viên Nam Định, năm nay thì Nam Định sẽ có được cái điều họ mong mỏi, đó là chức vô địch. Với một cái nguồn tiền đầu tư rất là mạnh mẽ từ tập đoàn Xuân Thiện, với sự cố gắng của các thành viên trong ban lãnh đạo, trong ban huấn luyện và các cầu thủ, cộng hưởng với một cái tình yêu vô bờ bến của các cổ động viên Nam Định, thì mình nghĩ là có lẽ là chỉ có chức vô địch thôi mới có thể đền đáp được một cái tình cảm quá lớn, một cái tình yêu bỏng cháy mà người Thành Nam đã dành cho bóng đá. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình Bạn Hỏi Vlog Minh Hải Đáp. Bạn Phêrô Nguyễn có hỏi là: anh Hải, cho em hỏi cách quản lý của VFF đang làm cho bóng đá Việt Nam càng ngày càng thụt lùi so với các nước trong khu vực, từ giám đốc kỹ thuật cho đến các chuyên gia, không cho họ được quyền hạn gì. Có phải là vì lợi ích cá nhân mà làm phung phí nhân tài và tiền bạc Việt Nam ra khỏi top 100 VFF lại? Tại em không thấy VFF quyết đoán xử lý
và vì sao Việt Nam luôn đi sau các nước trong khu vực, trong khâu chuẩn bị, hướng đến và tầm nhìn, hướng đi và tầm nhìn. Một lời đề nghị nhỏ nhỏ của mình dành cho bạn Phêrô Nguyễn, là sau viết tiếng Việt, viết nó chuẩn xác một tí và viết đúng chính tả một tí, đọc nó chúc chắc khó quá. Thì mình trả lời bạn luôn, ý của bạn thì nó có hai ý. Một là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm gì để cho các chuyên gia và các giám đốc kỹ thuật họ không có quyền hạn và họ không phát huy được cái vai trò trên cái ghế của họ. Và câu chuyện thứ hai là tại sao bóng đá Việt Nam của chúng ta luôn luôn đi sau so với định hướng và chiến lược của các đối thủ. Thì mình có thể chia sẻ với các bạn như thế này. Đầu tiên là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chúng ta là hiện nay mình nghĩ là trước đây kể cả là thời ông Jun Gede thì mình nghĩ là ông Jun Gede cũng không có thực quyền. Là bởi vì theo định nghĩa của FIFA thì giám đốc kỹ thuật là người có quyền lực rất lớn. Quyền lực chỉ sau ông chủ tịch thôi. Và đây là một cái nhánh liên quan đến chuyên môn. Người mà định hướng toàn bộ cái lối chơi, cái triết lý bóng đá cho tất cả các tuyến của đội tuyển quốc gia. Là người có quyền lực tuyệt đối trong việc là lựa chọn huấn luyện viên và trợ lý cũng như cầu thủ. Tức là ở đây chúng ta nói là họ lựa chọn huấn luyện viên, họ lựa chọn, họ tuyển các trợ lý theo các tiêu chí của mình. Và họ cũng có cái nhìn sâu để lựa chọn các cầu thủ. Và từ những cầu thủ đấy để đề xuất cho huấn luyện viên trưởng. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta thì không có. Thậm chí là Liên đoàn bóng đá thế giới định nghĩa là vị trí giám đốc kỹ thuật là cái vị trí mà có thể tác động đến các câu lạc bộ, đến các lò đào tạo trẻ. Để họ chơi một cái lối chơi nó gần giống với đội tuyển quốc gia. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì không. Mình nghĩ là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện tại có lẽ là cũng rất ít đến các câu lạc bộ. Và để mà có được cái tầm ảnh hưởng đối với các câu lạc bộ thì Liên đoàn bóng đá thế giới họ nói rằng là có một cái quỹ riêng dành cho giám đốc kỹ thuật. Tức là giám đốc kỹ thuật là người có tiền, họ đến họ hỗ trợ các câu lạc bộ thì họ sẽ định hướng được cho các câu lạc bộ. Nhưng ở Việt Nam bây giờ thì nói thật luôn là giám đốc kỹ thuật của chúng ta giống như một thầy giáo nhiều hơn. Ông là người mà đào tạo các huấn luyện viên cho Việt Nam. Chúng ta chỉ cần nói một cách đơn giản như vậy thôi. Thì ông ngồi chiếc ghế giám đốc kỹ thuật nhưng thực ra ông là một giảng viên để đào tạo cho Việt Nam. Bởi vì các bạn biết là gần đây là Liên đoàn bóng đá thế giới và Liên đoàn bóng đá châu Á là họ phân quyền cho các liên đoàn bóng đá thành viên. Nếu như có đầy đủ tiêu chuẩn thì họ sẽ cấp bằng của AFC. Hiện nay thì ông giám đốc kỹ thuật của chúng ta vẫn đào tạo các huấn luyện viên ở Việt Nam nhưng các huấn luyện viên đó vẫn được cấp bằng của AFC, tức là của Liên đoàn bóng đá châu Á. Thực ra thì rất là khó. Ở Việt Nam thì cái cơ chế chúng ta không dám giao toàn quyền cho những người khác đâu. Và mình nghĩ là cái yếu tố này nó cũng một phần nào đấy hạn chế. Thứ hai nữa là chúng ta không có tiền. Bây giờ chúng ta muốn cho huấn luyện viên hay là muốn cho một giám đốc kỹ thuật hay là muốn cho một chuyên gia có được một cái tiếng nói lớn thì đương nhiên là họ phải có trong tay rất nhiều quyền lực, và một trong những quyền lực lớn nhất đó là tài chính. Nếu mà đến một câu lạc bộ đấy, nếu mà đến một câu lạc bộ nào đó bảo họ là phải nâng cao công tác đào tạo trẻ nhưng mà không cho họ tiền, họ bảo chúng em nghèo lắm không có tiền đâu, thì đúng là chịu luôn. Cho nên là Liên đoàn bóng đá thế giới khuyến cáo là giám đốc kỹ thuật phải có một cái quỹ riêng và ông ấy được chi tiêu theo đúng cái nguyên tắc. Đấy, nhưng ở Việt Nam thì không có. Thứ hai là mình không đồng ý với quan điểm của bạn là Việt Nam chúng ta cái chiến lược, cái tư duy, cái tầm nhìn của chúng ta là đi sau các đối thủ. Mình không nghĩ là như thế, nhưng mà chúng ta thực hiện là kém đối thủ. Bởi vì nói thật luôn là chúng ta không có tiền. Và khi mà chúng ta không có tiền rồi thì rất là khó. Không có tiền thì cũng không biết là sẽ nói như thế nào đây. Đấy, vì là bây giờ ví dụ như là nhập tịch cầu thủ, mình nói đơn giản như thế thôi. Nhập quốc tịch cầu thủ thì bây giờ bình thường ra các liên đoàn bóng đá khác họ giàu, họ có thể là lót tay cho mỗi cầu thủ là 1 triệu đô ví dụ thế. Nhưng mà chúng ta không có thì thôi coi như là chúng ta chịu. Người ta hy sinh sự nghiệp ở một cái nền bóng đá châu Âu, họ tạm thời gác lại một cái cuộc sống mà họ rất quen ở châu Âu để về một nơi là bóng đá Việt Nam, được gọi là vùng trũng của bóng đá thế giới, xong rồi không được cái gì. Mình nghĩ là rất ít. Chúng ta đừng kêu gọi là người ta phải yêu đội tuyển Việt Nam, người ta phải cống hiến, người ta phải có cái trách nhiệm. Mình suy nghĩ là không. Tất nhiên là họ sẽ có, nhưng mà nó phải dựa trên cái sự hài hòa về mặt lợi ích. Chứ là một trong những cái vấn đề lớn nhất của Việt Nam, mình vẫn cho là chúng ta đang hơi bị eo hẹp về nền tảng tài chính. Tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo là bạn Kiên Vũ. Quốc gia thiếu nhân lực và nguồn tiềm năng thì nên nhập tịch. Thắng bại một giải đấu không quan trọng là có ngoại binh hay nội binh. Thực ra thì mình cũng nghĩ rằng là chúng ta nên nhập quốc tịch và nên sử dụng các cầu thủ.
Tuy nhiên thì nó cũng phải dựa trên rất nhiều yếu tố. Chúng ta không nhập tịch ồ ạt được, chúng ta không để đánh mất đi cái bản sắc của chúng ta. Về câu chuyện liên quan đến nhập tịch thì mình có thể cập nhật với các bạn là hiện nay là Henrio và Ryan Fenson đang gặp khá nhiều khó khăn. Vì theo thông tin mà mình có được từ chính đội thép Sai Nam Định thì họ đang lập cái hồ sơ để xin quốc tịch cho Henrio và Ryan Fenson. Nhưng mà chúng ta có quy định là cầu thủ đó, công dân đó, công dân nước ngoài đó phải có 3 năm thường trú liên tiếp ở Việt Nam. Tức là phải ở liền trong đất nước Việt Nam của chúng ta 3 năm. Thì điều này là Ryan Fenson và Henrio là không đáp ứng được. Bởi vì các bạn biết là họ là người nước ngoài, cho nên sau khi kết thúc mùa giải thì họ thường là về quê, về nước để thăm gia đình, thậm chí là đi du lịch nước ngoài với gia đình. Họ không ở Việt Nam trong 3 năm liên tiếp. Cho nên điều này là điều rất khó. Và đầu năm, tức là khi mà chúng ta chuẩn bị cho cái sự phát triển giai đoạn tiếp theo của thể thao Việt Nam, thì ngành thể thao của chúng ta đã đưa ra cái quyết định, đó là chúng ta sẽ không sử dụng vận động viên nhập tịch cho tất cả các bộ môn chứ không chỉ riêng gì bóng đá. Cho nên là hiện nay là mình nghĩ là cái vấn đề của Ryan Fenson và Henrio nó sẽ vấp phải một vài những cái khó khăn. Điều quan trọng bây giờ là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Thép Xanh Nam Định sẽ phải phối hợp với nhau để hai cầu thủ này được nhập quốc tịch Việt Nam đã. Sau đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải đi thuyết phục rằng là nếu mà chúng ta mà không sử dụng cầu thủ nhập tịch thì chúng ta có thể bị đẩy ra xa hơn. Và hy vọng rằng là thể thao Việt Nam sẽ dành cho bóng đá Việt Nam một cái quyền, một cái chế độ ưu tiên. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ phải làm việc với các bộ ban ngành để xin quốc tịch cho Ryan Fenson và Henrio theo một cái diện chúng ta tạm gọi là một cái diện đặc cách. Chứ nếu không thì sẽ rất là khó khăn. Bạn Lê Hoàng Anh có hỏi là theo em nên và chỉ nên nhập quốc tịch cho cầu thủ Việt Kiều có bố hoặc mẹ hay ông bà mang dòng máu Việt. Chỉ có vậy thì các cầu thủ mới cống hiến hết mình vì dòng máu đang chảy trong thân thể của họ. Họ muốn nói gì thì nói, hai từ tổ quốc rất thiêng liêng. Em phản đối nhập tịch ồ ạt không mang dòng máu Việt Nam, đá như vậy thì chỉ vì tiền thôi. Nếu mà chỉ đá vì tiền và nếu mà nhập quốc tịch một cách ồ ạt thì mình cũng phản đối. Mình cũng giống như bạn thôi, là mình cũng phản đối một cách quyết liệt. Nhưng mà ở đây, liệu những người mang dòng máu Việt Nam chắc gì họ đã cống hiến được nhiều cho bóng đá Việt Nam? Chắc gì họ đã có tinh thần muốn gọi là khát khao để cống hiến cho bóng đá Việt Nam? Nếu như một cầu thủ nhập tịch không cần có bố mẹ hoặc ông bà, không cần có dòng máu Việt, nhưng họ lại có một cái linh hồn Việt, họ có được cái tình yêu với Việt Nam, họ có cái trách nhiệm với Việt Nam và họ có khát khao, thì theo như quan điểm cá nhân của mình là chúng ta cũng nên trao cơ hội. Còn đương nhiên là bạn Lê Hoàng Anh thân mến, là mình cũng rất là ủng hộ cái quan điểm của bạn, bởi vì trước đây mình cũng theo cái quan điểm này. Đây là DongAshop.vn, một website đã luôn luôn đồng hành cùng với sức khỏe của mọi người trong một khoảng thời gian rất dài. Đây là sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên dùng, đó là bổ thận của dược quý đường, tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng. Đọc đến đây là các bạn biết ngay là sản phẩm dành cho nam, đúng không? Bổ thận của dược quý đường là hỗ trợ bổ thận tráng dương, giúp tăng cường sinh lực, cải thiện sinh lý nam giới. Và các bạn nhìn thấy nó giải quyết bài toán kép nhá. Bạch tật lê giúp cho chúng ta tăng hàm lượng testosterone trong máu, và đây chính là loại hormone để hỗ trợ ham muốn của đàn ông. Nếu như các bạn vẫn đang còn duy trì được cái ham muốn tuyệt vời thì nó sẽ kéo dài cái sự bền bỉ này của các bạn. Còn nếu các bạn ham muốn nó đã giảm sút rồi thì bạch tật lê sẽ kéo cái ham muốn của các bạn lên. Nhân sâm, đương quy, đông trùng hạ thảo, cao ba long, ba kích và kỳ tử, 6 cái dược chất cực kỳ quý này nó sẽ phối hợp với nhau và nó sẽ giúp cho cái ham muốn của đàn ông được thực hiện một cách tốt nhất. Các bạn nhớ mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, sử dụng liên tục trong 3 tháng và nhớ duy trì. Hiệu quả thì chắc chắn là bền vững rồi. Sung mãn tuyệt vời, tràn trề sinh lực, cuộc yêu thăng hoa, hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn. Ở đây có hàng chữ mà mình hay đọc cho các bạn là bền vững nhờ cơ chế nội sinh. Nội là trong, sinh là sinh ra từ bên trong, cho nên nó rất là bền vững. Sinh ra từ bên trong, nó phù hợp với cơ địa, cho nên rất an toàn. Đấy là lý do vì sao mình nói là tốt từ gốc và bổ từ trong là vì thế. Số điện thoại 024-7777-8877. Các bạn ấn vào đây để đặt hàng hoặc là các bạn nhắn tin qua Zalo. Ngoài ra thì còn có yến kiều trưng đông trùng hạ thảo. Các bạn biết là yến xào đã bổ rồi, chữ đông trùng hạ thảo còn bổ hơn nữa. Thì nó phối hợp với nhau, nó sẽ tạo ra một cái chất đại bổ. Và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ. Nó đặc biệt tốt cho những người
mà đang bị bệnh khó chữa, những người mới chưa khỏi bệnh hoặc vẫn đang trong quá trình điều trị, những người mà làm việc vất vả, bị lao lực, thì cái yến kiều trưng đông trùng hạ thảo này nó sẽ giúp chúng ta tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng. Nhưng chỉ sử dụng cho những người trên 12 tuổi thôi, vì nó có đông trùng hạ thảo. Dưới 12 tuổi chúng ta có yến kiều kit là dành cho trẻ em. Nó được tối ưu hoàn toàn cho cái hệ tiêu hóa của trẻ em. Ở đây còn có rất nhiều những sản phẩm nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, đầu xuân năm mới, tân niên tiệc thì rất nhiều. Các bạn chắc chắn phải uống bia uống rượu, nhớ mang theo cái nước uống giải rượu choa này của Hàn Quốc. Nó sẽ giúp các bạn giải quyết hai vấn đề. Một là nó thải độc sau quá trình các bạn uống bia uống rượu. Và thứ hai là nó giảm mệt mỏi khi các bạn dùng bia dùng rượu. Còn cái Foisin này thì nó sẽ hỗ trợ tăng cường chức năng gan. Bởi vì là gan của chúng ta thì nó luôn luôn bị thách thức. An toàn thực phẩm ở Việt Nam bây giờ đang rất kém. Chúng ta nạp rất nhiều hóa chất vào, cho nên là gan của chúng ta bị yếu. Việt Nam có hai chỉ số. Một là chỉ số ung thư gan. Và hai là chỉ số tử vong do ung thư gan là cao hàng đầu thế giới. Nghĩa là chúng ta sử dụng cái Foisin này để hỗ trợ cho cái chức năng gan, giảm cái nguy cơ bị viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Còn ở đây là chúng ta còn có, đây, các bạn nhìn thấy tỏi kim cương Đông Á, món quà kim cương cho sức khỏe. 3 hộp là giá 1.170.000. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây là miễn phí vận chuyển này, các bạn cứ yên tâm luôn. Đây, hàm lượng dinh dưỡng vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên, công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản. Quy trình sản xuất hiện đại chuyển giao được độc quyền từ Nhật Bản luôn. Ăn nó như ô mai các bạn ạ. Hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm mỡ máu, bảo vệ tim mạch, kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng. Và nó hỗ trợ hạn chế cái quá trình lão hóa, tức là giúp chúng ta trẻ lâu. Bảo vệ tế bào thần kinh, cho nên là nó tăng cường trí nhớ. Các bạn thấy ở đây đều là những cái căn bệnh của thời hiện đại. Cho nên là tỏi kim cương Đông Á, nó gọi là kim cương, món quà kim cương cho sức khỏe là vì thế. Có hai loại, một loại là còn vỏ, còn một loại đã bóc vỏ rồi. Các bạn cứ yên tâm, sử dụng thoải mái. Số điện thoại mình để trên logo nha các bạn nhé, 024-7777-8877. Các bạn nên chăm sóc cho bản thân, cho những người thân yêu trong gia đình. Và nếu các bạn làm quà biếu, quà tặng nhân dịp đầu xuân năm mới thì mình nghĩ là nó là hết nước chấm luôn, cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ thì Minh Hải xin phép là chúng ta sẽ tiếp tục những cái câu chuyện về bóng đá. Bạn Kiên Nhung Gạo Ngon có nói là em thấy anh Hải đang ủng hộ và mong muốn VFF và huấn viên Philippe Chuse đưa các cầu thủ nhập tịch lên tuyển và sử dụng. Giả sử đội tuyển thi đấu thành công cùng các cầu thủ nhập tịch đó, không biết lúc đó đội tuyển Việt Nam còn bản sắc của Việt Nam không nữa. Theo anh Hải, lúc đó người hâm mộ có còn ủng hộ nhiệt tình cho đội tuyển nữa hay không? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh và gia đình cùng ekip năm mới nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc và thành công. Mình cảm ơn bạn Kiên Nhung Gạo Ngon. Mình có thể chia sẻ với các bạn như thế này, là khi mà một cầu thủ mà được lên đội tuyển quốc gia thì bất kể họ là cầu thủ nhập tịch hay là cầu thủ Việt Nam, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta phải giữ được cái bản sắc. Nếu như một cầu thủ Việt Nam mà không có bản sắc thì chúng ta cũng sẽ loại. Một cầu thủ nhập tịch mà có bản sắc, tức là họ giữ bản sắc Việt Nam, thì chúng ta sẽ sử dụng. Như Lee Kang-in các bạn biết là sẵn sàng đi đường quyền với Song Yong-min, thì ngay cả một cầu thủ rất giỏi, có bố, có mẹ, có ông, có bà, có tổ, có tiên là người Hàn Quốc, thì hiện nay thì cổ động viên Hàn Quốc cũng đang tẩy chay. Thậm chí là một bộ phận các khán giả, một bộ phận các cầu thủ cũng đã tẩy chay Lee Kang-in. Và các bạn có thể thấy là khi mà một cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam, họ yêu Việt Nam, họ chiến đấu hết mình vì Việt Nam, họ sẵn sàng xả thân trong từng đường bóng một. Các bạn nhìn thấy các bạn sẽ hiểu là họ yêu Việt Nam như thế nào. Còn nếu một anh mà hời hà hời hợt thì chúng ta sẽ loại ngay. Kể cả Jurgen Klinsmann, nếu mà hời hợt thì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc họ cũng sa thải luôn. Chúng ta phải nói là cái con đường chúng ta lựa chọn cầu thủ nhập tịch là con đường mình nghĩ là nên cân nhắc. Và nếu như chúng ta đảm bảo được là sẽ tăng cường được sức mạnh của đội, chúng ta vẫn giữ được bản sắc riêng và vẫn có sự ủng hộ của khán giả thì chúng ta nên. Đây là một cái quan điểm mà chúng ta đưa ra để chia sẻ với nhau. Đó, và chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định nó sáng suốt nhất. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Cảm ơn bạn Kiên Nhung Gạo Ngon đã gửi lời chúc mừng đến mình, đến gia đình và ekip. Chúc cho bạn Kiên Nhung Gạo Ngon cũng như là tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hứng khởi và chúng ta có nhiều thành tựu trong sự nghiệp và luôn luôn hạnh phúc. Cũng mong cho bóng đá Việt Nam chúng ta sẽ phát triển và sẽ mang lại cho bóng đá Việt Nam, cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thêm nhiều những niềm vui nữa.
Bạn Đặng Hữu Thái Hà có nói là việc nhập tịch có khiến động lực đào tạo trẻ trong nước bị giảm đi không? Anh Hải nghĩ sao về việc này? Mình nghĩ là không. Thực ra thì những nền bóng đá khác họ cũng đã nhập tịch, họ cũng đã sử dụng những cầu thủ nhập tịch. Trước đây Nhật Bản cũng dù sử dụng cầu thủ nhập tịch rồi, Đức thì rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Các bạn có thể nhìn thấy là như vậy. Cái quan trọng ở đây ấy, là các ông bầu có đào tạo trẻ hay không, có quyết tâm hay không. Và khi càng nhiều những cầu thủ được nhập quốc tịch, tức là càng nhiều cầu thủ thi đấu với tư cách là nội binh, thì chúng ta càng phải nâng cao cái công tác đào tạo trẻ. Đấy nó cũng là một cái hay. Hy vọng là chúng ta sẽ nhìn ra vấn đề là khi mà chúng ta nhập tịch cầu thủ, điều đấy không có nghĩa là nó sẽ thay thế đi những cầu thủ đào tạo ở trong nước, và nó triệt tiêu đi cái mong muốn đào tạo trẻ của chúng ta. Mình nghĩ là đây là những vấn đề hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì. Bạn CP Land có nói là những yếu tố cần thiết và đủ thuyết phục để làm những nhà quản lý bóng đá Việt Nam thay đổi quan điểm về cầu thủ nhập tịch là gì vậy anh? Mình nghĩ là cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cơ chế, tức là phải đồng ý để đưa những cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển. Sau đó là chúng ta chứng minh rằng những cầu thủ nhập tịch này là những cầu thủ xứng đáng. Và để làm được như thế thì chúng ta phải tìm hiểu về nhân thân của cầu thủ đó, phải hiểu về khát vọng của cầu thủ đó, tình cảm của cầu thủ đó và tình yêu của cầu thủ đó dành cho bóng đá Việt Nam, dành cho đội tuyển Việt Nam. Mình nghĩ là tất cả các bạn xem ở trên sân chỉ cần một trận là các bạn nhìn thấy ngay. Các cầu thủ nhập tịch của Indonesia họ ra sân là họ cũng xả thân, xem rất là sướng. Và đấy, các bạn thấy, khi các cầu thủ về Indonesia họ được đón như những người hùng. Phạm Dung, chúc chú Minh Hải năm mới nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn. Bạn Lê Hoàng, theo nhà báo thì giải V-League năm nay có nên quy hoạch lại không? Có nghĩa là các câu lạc bộ phải đáp ứng được những tiêu chí như cơ sở vật chất, hình ảnh, đào tạo trẻ thì mới cho tham gia giải. VPF có động thái gì để nâng tầm giải V-League quốc gia không? Theo quan điểm của mình thì câu lạc bộ nào đáp ứng được tiêu chuẩn thì mới cho tham gia. Mình rất là hoan hô cái quan điểm của bạn Lê Hoàng. Đây là con đường chắc chắn là chúng ta phải đi, nhưng giai đoạn này chúng ta chưa thể đi được, bởi vì rất nhiều các đội bóng bây giờ gặp nhiều khó khăn. Họ nuôi đội 1 bây giờ còn chưa được, thì không thể nào mà đòi hỏi họ phải xây dựng một cái sân vận động đẹp long lanh với chất lượng mặt cỏ như giải Ngoại hạng Anh, hoặc là công tác đào tạo trẻ với cái tiêu chuẩn như những cái nền bóng đá lớn trên thế giới. Cái này là gần như không thể. Nhưng đây chính là cái đích mà chúng ta phải hướng đến. Nếu bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì chắc chắn là những cái điều bạn liệt kê ra là cơ sở hạ tầng, là đào tạo trẻ, nó đóng vai trò mang tính then chốt rồi. Nó là nền móng rồi. Cho nên là nếu như mà chúng ta mà không giải quyết được vấn đề này thì xin thưa với các bạn luôn là bóng đá sẽ không bao giờ phát triển được. Và khi bóng đá không phát triển được thì đội tuyển quốc gia cũng còn lâu mới có được cái cơ hội để lọt vào sâu ở những cái giải đấu mà chúng ta mong muốn. Nhưng quan trọng bây giờ là tiền. Các bạn nhìn thấy là ví dụ như đội Khánh Hòa chẳng hạn, bây giờ còn không biết là liệu họ có kết thúc mùa giải được hay không. Một số đội bóng bây giờ thì các tập đoàn cũng đang cố gắng gồng mình, thậm chí họ phải đi vay tiền để nuôi đội bóng. Nên là các bạn thấy là cũng rất là khó. Hay là những cái tình trạng trước đây chúng ta thấy, những đội bóng như là Cần Thơ hoặc xa hơn nữa là Than Quảng Ninh không còn tiền để mà hoạt động nữa và đành phải giải tán. Thì nói thật là đấy là cái nỗi đau của nền bóng đá. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà chúng ta mà theo đúng cái quan điểm của bạn là nếu mà đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thì mới cho tham gia, thì mình nghĩ là V-League của chúng ta hiện nay chắc là chỉ có khoảng tầm 5-6 đội đá giải V-League quốc gia thôi. Nguyễn Hoàng Anh, quan điểm của anh Hải về Việt Nam có nên trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch qua các đội tuyển quốc gia hay không? Mình nói là có. Khi mà chúng ta quyết định được là chúng ta nhập một cái số lượng cầu thủ thôi, theo mình thì là 2 cầu thủ cho một lần tập trung là đẹp nhất. Thứ hai nữa là chúng ta phải kiểm tra rất là kỹ về mặt nhân thân. Họ phải là người Việt Nam, yêu Việt Nam. Họ phải là một người mà có tinh thần Việt Nam. Họ phải có giá trị đại diện cho Việt Nam. Họ phải yêu và có trách nhiệm với đội tuyển của chúng ta. Và chắc chắn là họ phải hết mình. Chứ không phải lên đội tuyển quốc gia để lấy cái mác tuyển thủ, sau đó là về ký những bản hợp đồng lớn hơn. Thì cái đấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chắc chắn là họ phải làm. Phải làm rất kỹ, phải làm rất chi tiết và làm đúng quy trình. Nếu không thì sẽ hỏng ngay. Thành Nhâm, anh có thể làm một chương trình về những cầu thủ Việt Kiều đang ở nước ngoài nhưng vẫn đang có sẵn và giữ quốc tịch Việt Nam không ạ? Cái này thì rất dễ. Hôm nào mình sẽ làm chương trình này luôn. Bạn Thành Nam, bạn Thành Nhâm thân mến. Trăng Vỡ, chào anh Hải. Chúc anh Hải năm mới cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Anh đánh giá thế nào về việc bầu chọn câu lạc bộ Bình Dương xuất sắc nhất tháng 12? Việc bầu chọn này dựa trên cơ sở nào vậy anh Hải? Vì theo em, tháng 12 nếu xét xuất sắc nhất thì kết quả Bình Định hoàn toàn hơn là Bình Dương. Mình có thể chia sẻ với các bạn là nó có rất nhiều tiêu chí. Nó còn có những cái tiêu chí liên quan đến fair play. Nó còn tiêu chí về, nó không chỉ là số điểm đâu,
mà quan trọng không kém, xin thưa quý vị và các bạn, nó còn nằm ở cái câu chuyện liên quan đến hình ảnh nữa. Gặp một đối thủ khó mà giành được chiến thắng thì vẫn tốt. Ai cũng biết là Bình Định đang thi đấu cực kỳ tốt trong chuỗi cái chiến thắng vừa rồi. Chúng ta thấy là khi mà họ chơi thì có 3 trận gần nhất là họ giành chiến thắng. Họ giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Trà Tĩnh, họ giành chiến thắng trước Viettel và họ giành chiến thắng cả trước Hải Phòng. Thì đây cũng phải khẳng định luôn là họ đang có một cái phong độ rất là tốt. Nhưng mà người ta lựa chọn Bình Dương thì mình nghĩ là cũng có lý. Đơn giản bởi vì là Bình Dương trong thời gian vừa rồi, mình không tính cái trận đấu vừa rồi nhá. Trận đấu vừa rồi họ bị họ hòa thì không tính. Nhưng mà họ cũng được 9 điểm trong 4 trận gần nhất. Bình Dương thì thắng Khánh Hòa, thắng Nam Định và thắng cả Thanh Hóa. Mình nghĩ là thật sự mà nói thì cũng rất là khó. Nhưng mà đối thủ của Bình Dương thì nặng ký hơn là đối thủ của câu lạc bộ Bình Định. Thật sự là đánh giá thì cũng rất là khó, nhưng các nhà chuyên môn thì họ có những đánh giá của mình. Bạn Bình Lư, tháng 3 sẽ là tháng định đoạt số phận của ông Chu Xie. Bài học huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc có rồi. Vậy huấn luyện viên Chu Xie có thể kết nối lại các cựu binh với cầu thủ thành một khối như thời Thầy Park. Và huấn luyện viên Chu Xie có thay đổi sử dụng lại các cựu binh có thể thắng được Indonesia không em? Em thì trả lời anh luôn là huấn luyện viên Philippe Chu Xie thì chắc chắn là phải kết nối lại rồi. Anh ấy chắc chắn là phải gọi lại các cựu binh rồi. Đấy, nhưng mà anh có sử dụng hay không thì em không biết. Và sử dụng hiệu quả hay không thì đấy còn là một câu hỏi. Đến tháng 3 này thì cũng chưa hẳn sẽ là cái thời điểm mà kết thúc được cái ghế của ông ấy sẽ bị gãy. Là bởi vì sao? Bởi vì là theo cái tính toán và cam kết của hai bên thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Chu Xie sẽ ngồi xem lại hợp đồng khi mà cái vòng loại thứ hai của World Cup 2026 kết thúc. Ngay cả khi chúng ta thua Indonesia trong cả hai trận vào tháng 3 này thì cơ hội lọt vào vòng trong chúng ta vẫn có. Điều đấy có nghĩa là huấn luyện viên Philippe Chu Xie vẫn còn cơ hội. Nhưng mà mình tin là nếu mà thua Indonesia trong cả hai lượt trận thì ông Philippe Chu Xie sẽ mất chức. Mình nói là thua cả hai lượt nhá. Chứ nếu mà chúng ta vẫn có điểm trong hai lượt đấy thì có thể là cũng chưa đến mức nguy hiểm lắm. Bạn Dũng Vũ có nói là mong Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo cơ hội cho những cầu thủ nước ngoài thực sự khát khao muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam để sánh ngang tầm với khu vực thì phải có thực với vực được đạo. Vậy Liên đoàn bóng đá cần cân nhắc cùng kết hợp với các cấp có thẩm quyền để các cầu thủ có khát vọng muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam được thông thoáng hơn một chút. Cảm ơn bạn. Nguyễn Công Đoàn có nói là anh Hải cho hỏi về lứa U20 World Cup 2017. Đến nay các cầu thủ này tính ra mới 26-27 tuổi nhưng gần như còn rất ít những cầu thủ trong số đó ở đỉnh cao. Vì sao lại có sự gián đoạn trong quá trình phát triển của cả một thế hệ cầu thủ như vậy? Câu hỏi của các bạn rất hay, là các cầu thủ này chín rất là sớm, thậm chí nhiều cầu thủ bị chín ép. Cho nên là sau khi mà họ thi đấu xong một khoảng thời gian dài như thế thì họ sẽ bị rơi vào cái trạng thái, một là họ bị chấn thương, hai là họ bị suy giảm về mặt thể lực, thứ ba nữa là họ đã bị bắt bài, và thứ tư, cái yếu tố này là yếu tố rất là tế nhị, chúng ta phải nhưng mà vẫn phải đưa ra, là các cầu thủ họ đã đến điểm tới hạn của mình rồi, tức là họ không còn có khả năng vượt ngưỡng nữa. Chưa kể đến cái việc tâm lý là đương nhiên, họ bắt đầu có danh tiếng, họ bắt đầu có tiền bạc và họ bắt đầu có cái tư tưởng hưởng thụ. Thì cái này là cái mà mình có thể chia sẻ với các bạn như vậy. Nó có rất nhiều những vấn đề, không hề đơn giản một chút nào đâu thưa quý vị và các bạn. Bạn Ono Nguyễn có nói là bao giờ thì Hoàng Anh Gia Lai vô địch V-League? Cái này thì mình không trả lời được các bạn nhé. Tuấn Anh Nguyễn Đặng có nói là em xin phép hỏi anh Hải về câu chuyện này. Em được biết một số chuyên gia Hàn Quốc viết bài so sánh giữa huấn luyện viên Jurgen Klinsmann và huấn luyện viên Park Hang-seo. Con trai của thầy Park đã chia sẻ bài viết này. Anh có thể đưa ra góc nhìn của bản thân về vấn đề này hay không? Em chúc anh năm mới, sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Một câu hỏi rất hay và đây cũng là một cái bài mà mình cũng đã xem qua. Mình xin được chia sẻ với các bạn luôn là chúng ta không nên so sánh bất cứ một ai. Kể cả chúng ta so sánh bản thân mình với chính bản thân mình trong những giai đoạn khác nhau thì nó cũng rất khác nhau. Ví dụ như là trước đây mình không ủng hộ cái việc nhập quốc tịch nhưng bây giờ mình đã ủng hộ. Là bởi vì cái thế cuộc nó đã khác. Đấy, tất cả mọi thứ bây giờ nó đã khác rồi. Và nếu như chúng ta không thay đổi thì chúng ta phải đối diện với một nguy cơ rất lớn. Đó là chúng ta sẽ mất đi những cái lợi thế. Và khi mất đi những cái lợi thế, điều đấy có nghĩa rằng chúng ta sẽ bị tụt hậu sâu hơn.
và nó không kích thích cho sự phát triển của nền bóng đá. Jurgen Klinsmann là Jurgen Klinsmann, huấn luyện viên Park Hang-seo là huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo mình phải khẳng định luôn là khi mà chúng ta đá ở vòng chung kết U23 châu Á, rồi ASEAN, rồi Asian Cup 2019, nó khác lắm. Nhưng khi mà chúng ta bước chân vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, mình nói luôn là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cực kỳ căng luôn. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất căng và anh em cầu thủ cũng rất căng thẳng. Thậm chí là nhiều khi anh em cũng có thể có những người đã nổi nóng. Mình cho rằng là không nên so sánh huấn luyện viên Jurgen Klinsmann và huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ là hai con người khác nhau, họ cầm hai đội khác nhau, rồi thậm chí họ cầm một đội nhưng mà ở trong các giai đoạn khác nhau, cách nhau đến tận 22 năm thì thực sự là rất là khó. Triết lý bóng đá của họ khác nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể gắn kết được những cầu thủ Việt Nam thôi. Bởi vì đơn giản là cầu thủ Việt Nam không có ai như Lee Kang-in, không có ai như Song Yong-min. Đấy, bây giờ các cầu thủ Việt Nam mà vươn tầm quốc tế thì lúc đấy lại có những vấn đề khác nữa. Các bạn đừng nghĩ là huấn luyện viên trưởng một đội tuyển quốc gia là chỉ cần giỏi về mặt chiến thuật, chỉ cần giỏi về mặt chuyên môn là đủ. Việc đầu tiên là gì? Đưa các ngôi sao trở lại khuôn khổ và yêu cầu những ngôi sao phải phục tùng cho tập thể. Cái đấy là khó lắm các bạn ạ. Mình thì mình biết là có thể là Chan Sung Park là con của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể rất là tự hào khi mà mọi người đề cao huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng mà cá nhân mình đánh giá là mọi sự so sánh đều khập khênh. Đến chúng ta so sánh với chính chúng ta trong những cái thời điểm khác nhau thì nó cũng là khập khênh rồi. Và mình hy vọng rằng là chúng ta so sánh ở đây không phải là để chia sẻ là người này hơn, người kia hơn. Mà ở đây chúng ta xem là cách làm như thế nào. Nhưng mình phải công nhận là huấn luyện viên Park Hang-seo là một người mà có khả năng xây dựng cái tinh thần đoàn kết nội bộ cực tốt. Và thầy Park là người đẩy tâm lý của anh em cầu thủ của chúng ta, đẩy cái tinh thần chiến đấu lên cực kỳ cao. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng với cái triết lý là tạo ra một đội bóng gia đình. Tất cả mọi người cạnh tranh một cách cực kỳ lành mạnh cho nhau nhưng luôn luôn hỗ trợ nhau để tỏa sáng. Đó, và cái quan trọng không kém đấy là khi mà đội bóng thi đấu tốt, công là thuộc về các cầu thủ. Khi mà đội bóng thi đấu không thành công thì trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên trưởng. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn làm những điều đấy rất là tốt. Và mình cho rằng đấy chính là một cái sự liên kết rất quan trọng để tạo ra sức mạnh tổng lực, sức mạnh đoàn kết của các cầu thủ Việt Nam. Đó, và mình vẫn tiếp tục chia sẻ với các bạn về một chiếc áo mà chúng mình đã đặt tên nó là Diamond, tức là kim cương. Đây là chiếc áo vest da, nó sẽ sử dụng được đa dạng các không gian. Các bạn có thể đi tập, các bạn có thể đi chơi, các bạn mặc cái áo phông này, bạn mở ra đi tập, khoác áo này vào phát là các bạn đi họp được luôn. Các bạn thấy không? Tức là nó rất dễ phối với những cái đồ khác để cho các bạn có được một cái sự linh hoạt về các không gian. Nếu các bạn đi chơi với người yêu hoặc các bạn đi chơi với những người bạn của mình, các bạn chỉ cần việc kéo cái ống tay này lên, nó vừa lịch sự, nó lại vừa trẻ trung, trông rất là khỏe mạnh. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất sang trọng, lịch thiệp, dấu ấn của người thành công và đẳng cấp của một quý ông. Nó thật sự là sẽ cực kỳ linh hoạt. Thậm chí là các bạn còn thấy yêu hơn khi đây là lần thứ hai mà Vicento giảm giá cho các bạn. Bây giờ chỉ còn là 1.098.000 thôi. Các bạn yên tâm là không bị nổ da, không bị bạc màu đâu. Cực kỳ xịn sò vì đây là một cái phân khúc da phải nói là rất là tốt. Chứ nó không phải là những cái loại da mà đang trôi nổi trên thị trường. Có những cái bộ áo da mà người ta bán có hơn 100.000. Các bạn giặt lần 1, lần 2 là nó bong chóc hết. Mình thì không có thói quen nói về những mặt hàng khác. Nhưng với tất cả những ai đã sử dụng hàng của Vicento, các bạn yên tâm với mình là sản phẩm sẽ cực kỳ tốt. Mình khẳng định luôn với các bạn 3 điều luôn luôn cam kết. 1 là hàng chính hãng 100%, nếu mặt hàng không chính hãng mình đền các bạn 50 triệu. Thứ hai là giảm giá quanh năm. Ngày nào các bạn cũng được giảm giá, mã nào các bạn được giảm giá, thậm chí là có những sản phẩm các bạn được giảm giá tận 2 lần. Đã giảm giá một lần rồi lại giảm giá lần thứ hai. Và thứ ba nữa là các bạn tặng quà quanh năm suốt tháng. Và có một điều là các bạn vào vicento.vn, các bạn sẽ có một cái quyền là tự tạo ra combo cho mình. Các bạn mua càng nhiều, giảm giá càng nhiều, tặng quà càng nhiều. Và nếu các bạn đến 240 kim mã, các bạn đọc pass Vlog Minh Hải, lại được tặng quà thêm, lại được giảm giá thêm. Các bạn thấy tuyệt vời không? Số điện thoại mình để trên logo 0889333300. Và đây cũng là số điện thoại để giúp cho các bạn có được một cái sản phẩm cũng tốt. Đó là Manhouse V8. Nó lại được giảm giá thêm một lần nữa, giảm giá thêm 30%. Trước đây combo dành cho hai chiếc
là 968.000, bây giờ chỉ còn 698.000 thôi. Các bạn được giảm giá thêm gần 30% nữa. Và nó vẫn là con Manhouse huyền thoại. Đấy, dây vẫn là lõi kép 3 ly, chịu tải được đến 4.000W. Các bạn cắm 2-3 nồi lẩu ăn tẹt ga luôn. Các bạn ăn lẩu này, mỗi mâm một nồi lẩu, rồi các bạn sạc pin, tất cả mọi thứ rất là ổn luôn. Và nó vẫn được bảo hành trong vòng, nó được một đổi một trong 6 tháng và bảo hành trong vòng 1 năm. Chịu được tải lên đến 4.000W và chịu nhiệt lên đến 750 độ. Ở đây nó còn có một cái nữa mình muốn chia sẻ với các bạn. 12 thiết bị có thể kết nối, bao gồm 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. 4 cổng sạc này có 2 cổng USB và 2 cổng Type-C. Thậm chí là mình còn có thể sạc được cái MacBook của mình vào đây, chứ đừng nói là iPhone, iPad hay là những cái điện thoại, những cái thiết bị di động của chúng ta. Và một điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là cái Manhouse V8 nó có một anh chàng trung vệ áo đỏ có tên là Automat. Anh chàng này thì hoạt động như một trung vệ. Ở đâu có điểm nóng là ở đó anh can thiệp ngay. Ở đâu mà có vấn đề, ở đâu có nguy hiểm là nó sẽ giải vây ngay lập tức. Cho nên là các bạn sẽ rất là yên tâm vì sản phẩm này là sản phẩm cực kỳ an toàn. Cho dù gia đình nhà các bạn có trẻ em, phụ nữ, người già, những người không thạo về điện thì các bạn cũng yên tâm. Ổ điện chỉ hơi nóng tí là nó cắt ngay. Đấy, và nó đánh hơi được nguy hiểm phát là nó sẽ giải vây ngay lập tức. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Số điện thoại mình để trên logo 0889 333300 và website là manhouse.vn. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục trở lại với những câu hỏi. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi của bạn An Nguyễn. Giờ Mbappe, Haaland đủ điều kiện đá cho Việt Nam mà không phù hợp với triết lý cách vận hành huấn luyện viên Chu Xie thì không cạnh tranh nổi với Văn Tùng và Văn Trường, Thanh Nhàn đúng không ạ? Đây là một câu hỏi mang tính mỉa mai, nhưng mà mình nghĩ là bạn cũng có cái ý của bạn. Mình xin được linh hội cái ý của bạn. Nếu mà vẫn là ý này mà các bạn An Nguyễn mà triển khai theo một cái hướng không mỉa mai thì mình nghĩ là nó hay hơn rất nhiều và nó thực sự tuyệt vời. Bạn Công Cường nó là chú cho anh hỏi, huấn luyện viên Chu Xie so với Kia Đi Sắc thì ai thích hợp với bóng đá Việt Nam hơn? Mình nghĩ là huấn luyện viên Chu Xie là phù hợp hơn. Bởi vì là anh Kia Đi Sắc thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó, nó vướng nhiều thứ. Bây giờ ví dụ như là một huấn luyện viên của Việt Nam sang làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Thái Lan thì mình nghĩ là sẽ khó khăn đấy. Ví dụ như anh Lê Huỳnh Đức mình nghĩ là cũng khó. Nó khó về mặt tâm lý cũng nhiều. Gia Lạc có nói là em thấy huấn luyện viên Châu Xê này giống ông huấn luyện viên của Hàn Quốc quá. Hùng Vũ, anh có thể chia sẻ về vấn đề cầu thủ Việt Kiều nhưng chưa có quốc tịch thi đấu ở V-League. Những thuận lợi và khó khăn nếu chúng ta tăng suất Việt Kiều chưa có quốc tịch sẽ thi đấu ở V-League để các cầu thủ Việt Kiều làm quen và tìm cơ hội lên đội tuyển cũng như nhập quốc tịch sau này. Mình rất thích câu hỏi này của bạn. Bởi vì là câu hỏi này của bạn cho chúng ta đến một cái mình cũng đã từng chia sẻ cái quan điểm giống như này. Tức là bây giờ chúng ta nên mở rộng cái nếu như trong trường hợp mà các bạn không muốn nhập quốc tịch, hoặc là chúng ta không có điều kiện để nhập quốc tịch, hoặc là chúng ta không được phép sử dụng cầu thủ nhập quốc tịch, thì chúng ta có thể sử dụng những cầu thủ Việt Kiều bằng cách là chúng ta tăng suất Việt Kiều lên. Ví dụ như là bình thường ra những cầu thủ Việt Kiều có quốc tịch thì đương nhiên là họ là nội binh rồi, không tính. Nhưng mà chúng ta có thể nâng lên, ví dụ như là mỗi một đội có cơ hội là sử dụng 2 cầu thủ Việt Kiều chưa có quốc tịch. Thì đấy cũng là cách mà chúng ta tạo cái nguyên liệu đầu vào cho đội tuyển quốc gia. Thực ra thì câu chuyện liên quan đến việc nhập quốc tịch, giữ bản sắc, nói chung là nó luôn luôn là một vấn đề thật sự là đỉnh cao. Mà chắc chắn là nó sẽ còn gây tranh cãi rất là nhiều. Mỗi một người thì có một quan điểm, mỗi một người thì có một cách tiếp cận riêng. Các bạn cũng có quan điểm, mình cũng có quan điểm. Và bây giờ quan trọng nhất là ngành thể thao quan điểm như nào, họ đồng ý hay không. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam liệu có hỗ trợ được cho Thép Xanh Nam Định hay các câu lạc bộ khác để có thể xử lý được cái vấn đề. Là bây giờ mà cứ bảo là 3 năm liên tiếp mà thường trú ở Việt Nam không đi ra nước ngoài thì mình nghĩ là cực kỳ khó. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Tất nhiên là mọi thứ nó khó thì nó cần người tháo gỡ. Bởi vì quy định cũng là do con người tạo ra mà. Mình rất là mong là các câu lạc bộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngành thể thao và cả các bộ ban ngành chức năng, tất cả chúng ta đều cố gắng để hướng đến một nền bóng đá thật sự tuyệt vời. Một nền bóng đá nó phát triển một cách bền vững, một đội tuyển quốc gia chơi tốt và có thể chinh phục được những đỉnh cao, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và quan trọng là chúng ta không nhập tịch ồ ạt, quan trọng là chúng ta vẫn phải giữ được bản sắc và người hâm mộ phải ủng hộ thì lúc đấy chúng ta mới có thể thành công được. Số lượng câu hỏi của chúng ta bây giờ còn đến gần 100 câu hỏi nữa cơ. Mình sẽ từ từ, sẽ làm dần dần để gửi đến các bạn.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chương trình Bạn Hỏi Vì Lông Minh Hải Đáp của tuần này cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.